Lên đây bạn. Tôi có gia đình rồi, một vợ hai con rồi. Chả phải là mình quy ẩn hay là như nào cả. Mình chỉ là tuổi hậu sinh thôi. Xã hội mình không có tuổi thì mình chỉ là hậu sinh thôi. Nhưng mà anh em thích thể hiện anh em lên đây. Em chào anh Sài Gòn Nắng nhá. Em chào anh nhá. Em chào anh Sài Gòn Nắng nhá. Lên lại nói chuyện với anh em anh ạ. Mấy con nó vào nó chảo nó chửi bới lưng tung anh ạ. Hôm nay bực mình quá anh ạ. Em chúc anh buổi tối vui vẻ nhá. Anh Sài Gòn Nắng nhá. Đồng đâu? Đang trên đường ra Tùng đấy. Đâu người anh em, đâu người anh em? Đây, bố mày đây đi. Uầy, cái đít con cá nhà mày nó ra Tùng ạ. Em à? Sao? Em cái đít con cá con mẹ mày sinh năm bao nhiêu? Mày sinh năm bao nhiêu? Mày ở đâu? Bố mày á? Mày chỉ mặt ăn mẹ à? Đít con mẹ mày, anh em chỉ bỏ lúc buổi học của mày luôn đấy. Mày nghe cái đi mẹ em luôn đấy, đi mẹ em này, cái đi mẹ em luôn đấy. Mày thích nổi tiếng à? Mày thích nổi tiếng không? Bố mày nha, bố mày đi cần phải nổi tiếng nhưng mà bố đi vào mặt mày đấy, đi mẹ em mày luôn đấy. Đi sao? Lắc bố mẹ em luôn đấy. Sao? Nếu mày là sao? Sao? Mày là lão sao? Lão ngốc mày nhà mày. Riêng cái loại mày đi mẹ mày bố. Thế mày nói tao ghét đấy, đi mẹ em lên mà dạ đấy. Mày đi con. Mày biết bố đang lên trên Facebook của bố mày không? Chúng nó chửi bố mày nghe chưa? Mẹ mày luôn đấy. Bố mày lên, bố mày nói chúng nó, mày nghe chưa? Mẹ mày luôn đấy. Cái loại mày đi, mẹ mày mới vào ấy, thành một chậu chứ cái loại mày ấy, mày nghe chưa? Mày đi mẹ mày muốn. Bố mày đi mẹ mày luôn đấy, đi con cả một cái bạn bố mày này. Chỉ đi con, cho bố cái đi chỉ thế. Cái tạm lịch của tao. Cho bố mày cái địa chỉ. Mẹ mày. Đi mẹ mày cái thằng đầu cắt moi này. Cho bố cái địa chỉ. Đi mẹ mày. Vãi lồn luôn, đầu cắt moi.